Được, quý vị đoán nó lại. Cha của cái mã này là rể của cha tôi. The father of this grave. Grave là cái mã đó. Cha cái mã này là rể của cha tôi. The son-in-law of my father. Mà cha tôi thì xui ra với ông nội của cái mã này. But my father is related as of the in-laws with the grandfather of this grave. Thì cổ khóc chồng chứ khóc ai đâu. Phải không? So it's her husband. Còn thuộc câu đó không? Thuộc nổi. Bà già tôi, bà dạy tôi hồi đó có 7-8 tuổi mà bắt tôi phải thuộc. Cho tôi cứ thuộc hoài. Cha của cái mã này là rể của cha tôi. Cha tôi xui ra với ông nội cái mã này. Ok. Mai mốt rồi tôi sẽ viết giấy cho chứ đừng viết hình bản này chưa. Nhưng mà cái đó là relatives, ok? Who are my relatives here? Ví dụ tôi hỏi trong bà con đóng này, ai là bà con tôi trong lớp này? Trong họ, who are my relatives? Dòng qua dòng lại không thấy ai hết. Nói thôi chắc thầy Hậu Nguyễn, ai tôi Hậu Nguyễn chắc bà con. Nếu cùng Hậu Nguyễn với nhau có thể bà con lâu đời nào cũng không biết. Mà có khi cũng không nữa, tại vì hồi xưa nhiều người đổi ra họ Nguyễn rồi đổi theo họ vua đó, thằng lấy cảm tình với vua cho nên nhiều người thành họ Nguyễn trong cái triều Nguyễn ấy. Ok, so chữ bà con là mình có học thường ấy, bây giờ làm vài câu với chữ bà con thôi. Tôi không có bà con gì với anh hết. Nói sao? Tôi không có bà con gì. I'm not related to you. I'm not your relatives. Tôi không phải là bà con với anh. I am not. Thấy không? Biết biết tôi nói không? I am not your relative. Nhưng mà cái đó còn nhẹ, tức là tôi không có phải bà con với anh. Còn khi tôi không phải bà con với anh thì nó trọi á, nó trơn nó trọi. Thì nó nặng hơn. I am no your relatives. I am no, chứ không phải I am not. Yeah. I am no your relatives. Tôi không có ăn nhập gì với anh hết. Còn cái I am not là tôi thường thôi. Yeah. I am not your relatives. Tôi không phải bà con với anh. Có người gặp cái hãy gặp mấy ông đàn ông khác thì kêu bằng em ơi em. Cái cô này cô có chuyện dạ xin lỗi, hình như tôi chưa có bao giờ là bà con với ông với bác gọi tôi bằng em. I'm no your relatives. I'm no your relatives. Tôi không có bà con với anh hết. Còn I'm not your relatives là nói nhẹ, nói nặng thì nói bằng no. Yeah. Tôi không phải là bạn anh. I am no friend of yours. I am no friend of yours. Chứ không phải I'm not your friend. I'm not your friend là tôi không phải là bạn anh. Nhưng tôi không có bạn với anh gì hết á. Thì I'm no friend of yours. Tức là bạn mà bạn của anh á. No friend. Yeah. I am not. Thôi cái này là nhẹ thôi. I'm not your friend. Tôi không có là bạn của anh. Tôi không phải là bạn của anh. I am not your friend. Tôi không phải là bạn của anh. Tôi không có phải là bạn của anh đâu. Tôi, mình nói nặng hơn á. Tôi, cái dòng thứ anh mà làm sao bạn với tôi được. Đấy. Thì là nói nặng hơn. Thì I am no, yeah. Friend of yours. Chữ này đọc về yours. Có chữ S thấy chưa? I'm no friend of yours. Yeah. Đọc với tôi đi. Yours. Có chữ S à? I'm no friend of yours. Không phải là bạn của anh. Cái chữ yours này nó ra từ chữ my, nó là của tôi đó, biết không? My là của tôi.
Anh không phải là bạn của tôi. You are no friends of mine. Yeah. I'm no friend of yours. Tôi không phải là bạn của anh. Mà anh không là bạn của tôi. You are no friends of mine. You are no friends of mine. You are no friend of mine. Nói nói nặng hơn á. Còn nói you are not my friend thì anh không phải là bạn tôi. Nhưng mà you are no friend of mine. Anh còn khuya mới là bạn của tôi được. Như vậy. Thế này. Thế là mình vẫn nói cũng câu đó thôi mà ta đổi chữ là mình phải hiểu ý người ta rồi. Của tôi là mine, của anh là yours. Của nó là gì? Của ổng là gì? His. Của bà ấy là hers. Hers có S nha. Còn chữ his y như vậy. Chữ hers có S. Hers có S nha. Của chúng nó. Chữ yours là có S rồi. Của chúng nó là theirs có S. Theirs có S phải không bà? Không phải theirs. Của chúng nó. Tôi đâu phải là bạn của bọn đó. Tôi đâu phải là bạn của bọn chúng đó. I am no friend of theirs. Còn nếu tôi không phải là bạn của họ thì I'm not their friends. Nhưng mà tôi đâu phải là bạn của bọn đó. I'm no friend of theirs. Không phải of them, of theirs. Tôi không phải là bạn của anh đâu. Anh đi cả chớm đi chỗ khác như anh còn khuyên với bạn rồi. You are no friend of yours. Anh không đáng làm học trò của tôi nữa thì nói sao? You are no student of mine. You are no student of mine. Yeah. Chứ không phải you are not a student of mine. You are no student of mine. Khó ha. Mình phải tập cho nó quen. No. Thí dụ mình nói ai tôi không có tiền. I do not have money. I do not have money. Tôi không có tiền. Tôi không có tiền đâu. I have no money. Tôi hết trơn hết trọi, không có tiền. I have no money. Không còn được rút tiền nữa. I have no money. Còn tôi không có tiền. I do not have money. Nãy giờ mấy cái tựa cái mình học chưa hết. Chưa hết chữ phải không? Cái tiếng Anh của mình nó cứ leo ra hoài nha. Bây giờ mình cứ tập qua tập lại mấy cái chữ relationship với chữ mine nè, thưa coi. Thí dụ mình nói rằng đây là